Theo các giáo viên, đề thi toán năm nay bám sát cấu trúc và dạng thức của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông những năm gần đây, với 90% câu hỏi thuộc chương trình lớp 12 và 10% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11. Tuy nhiên, độ khó có nhỉnh hơn những năm trước. Đề có 5 câu hỏi mang tính chất phân loại, nằm ở kiến thức lớp 12 thuộc các chủ đề số phức, hàm số. Với đề thi này, đỉnh của phổ điểm sẽ dao động ở mức 7-8 điểm, số lượng điểm 10 không nhiều. Thì trong đề thi năm nay, xuất hiện một số các cái câu hỏi mà dữ kiện đề bài cho ở dạng mới lạ, đủ sức để thử thách học sinh. Nếu đánh giá một cách tổng thể thì đề thi năm nay có độ khó nhỉnh hơn đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 một chút. Và với cái mức độ khó dễ như thế thì phổ điểm môn toán năm nay sẽ dao động ở cái mức 7-8 điểm.